Các em học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, trong video này cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương lớp 8. Trong bài kiểm tra này về nội dung ôn tập, chúng ta sẽ ôn tập chủ đề thứ hai, đó là khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Về hình thức, chúng ta sẽ thực hành tại lớp. Chúng ta sẽ hoàn thành một sản phẩm cá nhân, có nghĩa là mỗi em là một sản phẩm. Thời gian chúng ta thực hiện sản phẩm là 45 phút. Ở sản phẩm này, chúng ta sẽ tạo ra một cái sản phẩm có thể là poster, tranh vẽ, vân vân về những câu nói hay, xây dựng lối sống thân thiện, tích cực để góp phần bảo tồn, phát triển ngôn ngữ địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc các em sẽ phải vẽ sơ đồ, khái quát các đặc điểm tiêu biểu và các biện pháp bảo tồn, phát triển ngôn ngữ địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô giới thiệu với các em về bản tiêu chí đánh giá. Thứ nhất, về phương diện nội dung. Các em có hai tiêu chí. Một, các em phải có những cái hành động thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của lứa tuổi các em. Thứ hai, các em phải trình bày rõ ràng, có ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát triển ngôn ngữ địa phương ở thành phố ta. Về hình thức, thì các sản phẩm phải có tính thẩm mỹ, có nghĩa là phải có màu sắc tươi sáng, có bố cục hài hòa, hình ảnh sinh động và sắc nét. Về cái tiêu chí thứ tư của hình thức, là sản phẩm các em phải thể hiện được cái cá tính sáng tạo của bản thân. Các em phải thể hiện xem trong cách phối đồ, trong cách thiết kế đường nét, sắp xếp cụ thể vân vân. Chúng ta sẽ đạt được sản phẩm ở mức trung bình nếu chúng ta đạt được hai tiêu chí là một của nội dung và một của hình thức. Ở mức khá thì chúng ta sẽ đạt ba tiêu chí về nội dung và cả hình thức. Còn mức giỏi thì các em sẽ đạt được 4 tiêu chí trong bảng tiêu chí đánh giá của sản phẩm chúng ta sẽ phải trình bày. Các em học sinh lớp 8 thân thương, cô chúc các em làm bài thi đạt được kết quả cao. Mà muốn đạt được kết quả cao thì chúng ta sẽ phải xem video này để ôn tập làm bài cho tốt nhé các em.